Xin chào các em. Thực hiện lời kêu gọi ở nhà chính là chống dịch, ở nhà chính là yêu nước. Thầy mời các em lấy dụng cụ học tập. Chúng ta chuẩn bị cho tiết toán ngày hôm nay nào. Ở những giờ học trước, thầy đã giới thiệu xong với chúng ta về ba phép toán liên quan đến số đo thời gian, đó là cộng, trừ và nhân. Bài học ngày hôm nay, thầy sẽ giới thiệu với chúng ta về tiết toán chia số đo thời gian cho một số. Để thực hiện được phép chia số đo thời gian cho một số, thầy mời chúng ta cùng nghiên cứu qua một số ví dụ sau. Chúng ta cùng vào ví dụ 1 nào. Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu? Các em cùng thầy phân tích bài toán. Bài toán cho ta biết 3 ván cờ thi đấu hết 42 phút 30 giây. Bài toán hỏi một ván cờ thi đấu hết bao nhiêu thời gian? Để tìm được thời gian thi đấu một ván cờ, ta phải thực hiện phép toán nào? Thầy cho chúng ta phải thực hiện phép toán chia 42 phút 30 giây chia cho 3. Vậy để chia số đo thời gian cho số 3 này, ta làm như sau. Bước 1, thầy đặt tính, thầy viết số bị chia 42 phút 30 giây, rồi dùng thước kẻ, thầy viết kẻ phép chia. Rồi thầy viết số chia. Sau đó đến bước thứ 2 là chúng ta thực hiện tính. Chúng ta sẽ thực hiện từ trái sang phải, từ đơn vị lớn sang đơn vị bé. Ta lấy số chỉ của các đơn vị đo là 42 và 30 chia cho 3. 4 chia cho 3 được 1. 1 x 3 bằng 3, 4 trừ 3 còn 1, thầy viết 1. Hạ 2 được 12. 12 chia 3 bằng 4, viết 4 vào thương. 4 x 3 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0. Như vậy ta có 42 phút chia 3 bằng 14 phút, thầy ghi phút vào thương. Tiếp tục, thầy hạ đơn vị bé 30 giây, viết thẳng với số dư cuối cùng của đơn vị lớn. Ta tiếp tục chia, 3 chia 3 bằng 1, viết 1 vào thương, 1 x 3 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0, viết 0, hạ 0, 0 chia 3 bằng 0, 0 x 3 bằng 0, 0 trừ 0 hết. Như vậy ta có 30 giây chia 3 bằng 10 giây, thầy ghi đơn vị giây vào thương. Và như vậy các em biết thi đấu một ván cờ hết bao nhiêu thời gian rồi? Như vậy hết 14 phút 10 giây. Vậy 42 phút 30 giây chia 3 bằng bao nhiêu? Bằng 14 phút 10 giây. Như vậy muốn chia số đo thời gian cho một số, ta làm thế nào? Chúng ta có thể rút ra một cái nhận xét như sau. Khi chia số đo thời gian cho một số, ta thực hiện phép chia theo từng đơn vị đo, từ trái sang phải, từ đơn vị lớn đến đơn vị bé cho số chia. Như vậy chia số đo thời gian cho một số cũng không quá khó, đúng không nào? Để củng cố thêm, thầy mời chúng ta cùng nghiên cứu sang ví dụ thứ hai. Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh trái đất 4 vòng hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung quanh trái đất 1 vòng hết bao lâu? Các em nhẩm lại đầu bài nào. Bây giờ cùng thầy phân tích bài toán nhé. Quay 4 vòng thì hết 7 giờ 40 phút và hỏi quay 1 vòng hết bao nhiêu thời gian. Như vậy để tìm được 1 vòng quay hết bao nhiêu thời gian, chúng ta phải làm phép toán gì? Cũng giống như ví dụ 1, thầy cho mình phải thực hiện phép chia. Và để thực hiện phép chia này, chúng ta cũng qua hai bước. Bước 1, thầy cho chúng ta đặt tính, viết số bị chia, dùng thước kẻ phép chia, viết số chia. Và bây giờ đến bước quan trọng thứ hai, đó là thực hiện tính. Chúng ta thực hiện từ trái sang phải, từ đơn vị lớn, đơn vị bé. 7 chia 4 được 1, 1 x 4 bằng 4, 7 trừ 4 còn 3. Và như vậy 7 chia cho 4 bằng 1 giờ, thầy ghi giờ. Và như vậy còn dư 3 là 3 giờ. Như vậy chúng ta thấy ở đây so với ví dụ 1 thì lúc này số dư khác không? Vậy thì khi đơn vị lớn còn dư, ta làm tiếp tục như thế nào? Thì các em theo dõi.
thầy sẽ đổi sang đơn vị bé. Thầy đổi 3 giờ thành 180 phút. Dùng thước thầy gạch chân và coi như đây là phép cộng với đơn vị bé có sẵn. Như vậy 40 cộng 180 bằng 220 phút. Và lúc này thầy tiếp tục chia như đơn vị lớn. 22 chia 4 được 5, 5 4 20. 22 trừ 20 bằng 2. Thầy hạ 0. 20 chia 4 bằng 5. Viết 5, 5 4 20 trừ 20 hết. Như vậy 220 phút chia cho 4 bằng 55 phút, thầy ghi đơn vị và thước. Và như vậy rất nhanh, thầy trò chúng ta cũng đã hoàn thành phép chia rồi. Vậy bạn nào cho thầy biết 7 giờ 40 phút chia cho 4 bằng bao nhiêu? Bằng 1 giờ 55 phút. Vậy qua ví dụ thứ hai này, các bạn cho thầy biết muốn chia số đo thời gian cho một số, ta làm thế nào? Chúng ta có thể ghi nhớ như sau. Khi chia số đo thời gian cho một số, ta thực hiện phép chia theo từng đơn vị đo từ trái sang phải cho số chia. Nếu còn dư ở đơn vị lớn thì ta chuyển đổi sang đơn vị nhỏ, cộng với đơn vị nhỏ rồi chia tiếp. Như vậy, thầy đã hướng dẫn xong chúng ta cách chia số đo thời gian cho một số. Để củng cố thêm kiến thức, thầy mời các em cùng đi vào phần luyện tập. Chúng ta cùng nghiên cứu bài tập số 1. Bài 1 tính. Vận dụng kiến thức thầy vừa hướng dẫn, các em dừng video và làm ra vở ô ly, sau đó sẽ quay trở lại đối chiếu với kết quả của thầy. Và sau đây là kết quả bài làm của thầy. Thầy tin rằng là tất cả chúng ta đều có đáp án như trên. À, như vậy các em lưu ý ở phép toán thứ ba, giống như ví dụ 2, ta có 10 giờ chia 9 bằng 1 giờ và dư 1 giờ, thầy trò chúng ta cùng đổi về 60 phút và cộng với 48 thì thành 108 phút và tiếp tục chia. Còn đến phép toán thứ tư thì chia một đơn vị thời gian cho một số thì chúng ta làm như bình thường. Đấy, và như vậy là áp dụng bài toán chia số thập phân cho số tự nhiên chúng ta tìm ra được bằng 3,1 phút. Như vậy bài tập số 1 vừa củng cố cho các em kiến thức nào? Củng cố cho chúng ta cách chia số đo thời gian cho một số. Như vậy muốn chia số đo cho thời gian một số thì ta sẽ thực hiện chia từ trái sang phải, từ đơn vị lớn sang đơn vị bé. Nếu đơn vị lớn mà còn dư thì ta đổi sang đơn vị bé rồi cộng với đơn vị bé có sẵn và ta tiếp tục chia. Đấy chính là quy tắc để chia số đo thời gian cho một số. Vậy bây giờ thầy trò chúng ta sẽ áp dụng bài toán này. Trong toán có lời văn thì ta làm thế nào? Thì chúng ta cùng chuyển qua bài số 2. Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm một dụng cụ hết bao nhiêu thời gian? Các em cùng thầy phân tích bài toán nào. Bài toán cho chúng ta biết người thợ này làm ra 3 dụng cụ từ lúc 7 giờ 30 phút đến lúc 12 giờ. Và bài toán hỏi để làm ra một dụng cụ thì cần bao nhiêu thời gian? Như vậy các em biết chúng ta có tìm ngay thời gian để làm ra được một dụng cụ không? Chúng ta chưa tìm ngay được đúng không nào? Vì sao? À, vì thời gian để làm ra 3 dụng cụ chúng ta chưa biết. Vậy muốn tìm ra được thời gian để làm ra 3 dụng cụ đó, chúng ta phải làm thế nào? Thầy trò chúng ta phải lấy thời gian hoàn thành trừ đi thời gian bắt đầu thì chúng ta sẽ có thời gian để làm xong 3 dụng cụ. Như vậy, dựa vào phần thầy giáo vừa gợi ý, các em hãy dừng video và làm ra vở ô ly, sau đó quay trở lại và đối chiếu với bài làm của thầy nhé. Thầy mời chúng ta cùng đối chiếu với đáp án. Thời gian người thợ làm được 3 dụng cụ là, thầy lấy thời gian hoàn thành là 12 giờ, trừ đi thời gian bắt đầu là 7 giờ 30 phút bằng 4 giờ 30 phút. Trung bình người thợ làm một dụng cụ hết số thời gian là, thầy lấy thời gian làm 3 dụng cụ, thầy chia cho 3, đây chính là bài toán lớp 3, giảm đi một số lần bằng 1 giờ 30 phút và đáp số 1 giờ 30 phút. Như vậy, thầy trò chúng ta vừa được cùng nhau nghiên cứu về chia số đo thời gian cho một số. Bây giờ các em hãy ngồi
và tư duy lại cho thầy muốn chia số đo thời gian cho một số ta làm thế nào. Đó cũng chính là kiến thức mà thầy muốn các em ghi nhớ và khắc sâu trong bài học ngày hôm nay. Như vậy, chia số đo thời gian cho một số, thầy hướng dẫn đến đây là hết rồi. Xin chào các em. Chúc các em thành công.